Hello, em đã quay trở lại kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ review một con xe T cực mạnh đã ra đời rất là lâu rồi nha. Cụ thể là gần 2 năm rồi. Ủa lộn, 2 như 2 năm rồi luôn đó mọi người. Đây là một con T1 nha, cực dạ chi tinh. Ok, em này thì mọi người đã quá gành rồi, chỉ thời gian em ra quá lâu rồi ha. Hôm nay mình đã có cơ hội để mình review em nó cho mọi người coi nha. Em nó tuy đã ra 2 năm ra mắt nhưng em nó vẫn giữ một vị trí gọi là quá là đẳng cấp mọi người ạ. Đó chính là top 1 CT hiện tại. Em nó chỉ có chừng nào con T5 ra thì còn vài tháng nữa T5 ra thì em nó mới thật sự là rớt hạng nha. Chứ sự là hiện tại bây giờ em này thuộc dạng là đa dụng nhất luôn. Ok, giao trận đầu tiên nào. Để em cực dạ chính tinh này trong 2 tháng nữa hãy giữ được top hay không đây. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn sẽ nhiều người ưu chuộng nó. Tại em nói săn cũng khá là rẻ nhất trong dòng T, là chỉ tầm là 24k là đã ra em nói rồi. Khá là rẻ, những con T khác thì tôi thấy đa số nó sẽ trung bình là 26k, con T3 đến tặng 30 lần. Em T1 này phải gọi là trụ beta lâu nhất game hiện tại luôn đó mọi người. Gần 2 năm, hồi lúc mà ai săn con này bảo đảm chạy tới giờ vẫn chưa sợ A beta là gì. Bởi vì mốt T5 ra mọi người chỉ có T, mọi người săn T5 đi, chạy hả bao xịn luôn. Tôi thì tôi đang tích từ từ rồi đó. Ok, trận này thì ganh đầu ngày qua thì tôi tính làm video cho người coi mà tôi bị bận cái việc cho nên không có làm video cho người coi được, và hôm nay tôi sẽ làm bù nha. Này trận đầu ngày tôi luôn, tôi không biết tôi được ổn nè. Khởi động nè, có mấy ông mà không khởi động luôn à, lạ thế nhỉ. Ông đồng đội cầm ship bát đúng căng đấy, nhưng mà tôi cần chặn để tôi cầm T là ông già. T thì quá quá rồi. Ông mà có chơi có trình ông mới gượt kịp tôi. Nói thiệt là T, một khi mà mấy bạn cầm T là bảo đảm kỷ lục mấy bạn max cao luôn. Hơi lỗi tí mọi người, tại vì chặn đầu ngày mà lâu quá tôi không cầm T nữa. T này thì vô chi map bay nha mọi người. Map bay là sẽ là map mạnh nhất của con T1 nha. Còn map bình thường thì tôi vẫn ok, nhưng mà map nó sẽ chi về map bay nha. ESU của nó thì là hồi dạng ESU kéo nha mọi người. Tôi thì tôi đem ESU bắn cái map này thì nó sẽ mạnh hơn. Hơi lỗi tí, nhưng mà không sao. Nhưng mà trong mấy con T hiện tại thì tôi vẫn thích nhất là cảm giác chạy con T3 nha. Không biết nữa nhưng mà tôi vẫn rất thích cảm giác chạy con T3. Con T2 thì cũng ok, T2 thì kiểu nó cũng khá là mượt, nhưng mà cảm giác chạy không thích bằng T3. T1 thì mọi người không biết giống tôi không, thì tôi chạy nó cứ bị cứng cứng ấy. Biết sao nữa nhưng mà cảm giác chạy cứ bị cứng cứng, hơi khó chịu tai tiết. Trận này đua hơi nhàn mà kỷ lục cũng khá là ổn phết. Trận này đua nhàn rồi, không có ai dí kịp luôn á. Đúng là chạy xe tiền khác. Một khi để chạy xe tiền là không ai dí kịp. Ok, vô trận tiếp theo đó nào. Dòng chảy thời gian, em tước diễm cho họ đi cho nhanh tí nha mọi người. Con tước diễm là con bét khá là mạnh đó. Thì nữ hoa tôi thấy có con nữ hoa hiện tại đang cũng đang tới sức á mọi người. Nếu mà có binh thì mọi người săn con nữ hoa đi, thấy nữ hoa cũng khá là mạnh đấy. Và hôm nay cũng có, tôi thấy như cũng có đang có sự kiện chính gặp kim cương đó mọi người. Anh em nào nếu mà tập thích lũy kim cương giống tôi á thì anh em nên tham gia những sự kiện như thế nha, nó khá là lời luôn á. Chỉ cần nếu mà có trên web chỉ cần 50.000 thôi anh em nó có 900 kim cương rồi. Nên mà nhớ theo dõi fanpage của Jinxpix để biết được nhiều thông tin hơn nha. Cái gì vậy? Tú một nón nữa hả? Idol top top. Wow, trận này có idol mọi người. Ai vậy? Nếu mọi người biết thì mọi người bình luận xuống tôi cho tôi biết đi nha. Chứ tôi không biết nữa. Mà biết xương xương là có idol hả? À một nút kìa phải không? Không chạy T3 hả? Căng nhỉ. Map này T3 mạnh lắm mọi người. T1 map này khó cạnh tranh với T3 lắm rồi nha. Thôi để trận này cố gắng tập trung đua tí coi. Vô tình mình làm idol fan idol bé gì đó. Nói chung là mọi người chỉ cần biết là tôi sẽ được bú. Ok, khởi động ngon. Ê ông kia ông dí sao đứt tôi kìa, căng gì. Cũng nhiên mình tính già ơi, cho tôi giả bộ cho tôi thắng trận này tôi lên video cái đường già. Không biết ông đó ông làm mảng gì, TikTok hả? TikTok là ông like hay là ông chuyên sản xuất video ra? Siêu hướng, trời pha đó hơi gung tài nên siêu hướng hơi lỏ. Rồi xong cũng vượt quá rồi. Nó bãi chữ hiểu chứ, từ mọi người. Cố gắng dí thì ông này đua căng quá.
vô hiệu quả thứ ba nữa. Trời ơi, hay gung nha, hay gung nha, cố gắng xử lý khúc này. Rồi xong rồi, chết mọi người, khúc đó xử lý không được là qua khúc này là ông bỏ được rồi. Tại khúc này là T3 mạnh lắm, phải tăng tốc không à. Rồi xong rồi, không sao, top 2, chẳng lẽ đua cũng khá là ok. Nên tôi sẽ lên video, thế là cảm ơn nha. Cảm ơn đã cho tôi một trận cực kỳ là việc vừa để cho mọi người coi trải nghiệm nha. Mọi người biết kênh Top Tấu Cổng thì mọi người bình luận với Zalo biết nha. Còn đừng quên cho tôi xin một like và một đăng ký. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh tôi rất là nhiều luôn. Thank you. Vô trận tiếp theo là nào mọi người. Đảo thám hiểm nha. Này thì tôi sẽ tiếp tục đem tiếp diễm để tích Nitro, lấy Nitro đầu game nhanh hơn nha. Nãy giờ thì cũng chưa vô gọi là map chuyên bay của em nó nữa. Con này mà vô móc chuyên bay mọi người là bao mạnh luôn. Ô trận này tem bạn hai con S12 á. Rồi mọi người trải nghiệm hôm nay trải nghiệm mấy mới chứ gì, map mới chứ gì, trải nghiệm map mới chứ. Tôi thấy cái map đó nó lằng hoàng sao tôi chưa có thời gian để chen nữa, nhưng mà tôi nhìn nó lằng hoàng quá mọi người. Mọi người thấy giống tôi thấy cái map nó giống như là map 5 sao chứ map 3 sao đéo gì, vãi chửi với map 3 sao. Bây giờ mấy map mới bây giờ nó nhìn nó lằng hoàng mọi người, map càng ngày càng khó luôn ấy. 3 sao đâu mà cỡ đó, mấy map 5 sao mốt ra nữa là cỡ nào nữa trời. Tôi đua gà mù đường gặp ra mấy mã map như này chắc tôi nghĩ là mốt là em coi video tôi là hả, tôi đụng tường liên miên luôn, hết cứu vậy chứ. Ồ chí này có một phách tôi căng nha. Ồ một phách trận này tôi căng. Ok coi trận cạnh tranh cho mọi người coi. Ấy á, khúc đó ghiếp trượt tưởng nó ngon rồi. Ê xu. Để xem coi phát này chủ nào nha. Khúc này tôi đua toàn mất công, tôi ghiếp trên không, khúc đó mà tạch cái là coi như là toàn luôn. Ông này vẫn còn dí sát tôi quá nhỉ. Chưa tạo được khoảng cách mọi người, chưa tạo được khoảng cách nha. Nhưng mà hiện tại đang hơn ống một khúc. Cố gắng đu cứng đây cho hồng trống lên nè. Này là video của tôi nên tôi phải thể hiện. Thì bình thường đu gà thiệt. Ho, chỗ này xử lý cũng tạm ổn. Tí nữa rồi dính trưởng rồi. Thì mới lỗi có xíu ông kia lên liền nè. Như ông pha đâu mày xù tổng đích tôi cái ông không lỗi luôn gì. Phải chữ thì chứ. Ok. Này ông đấy là tôi thấy là như ông lỗi nặng quá, bởi ông cách xa tôi khoảng rồi. Rồi thôi nha, cho tôi xin top 1 nha ông già. Ok. Top 1, 1 phút 28 luôn rồi. Đúng là đua CT khác, kỷ lục nó vãi chữ thì chứ, kỷ lục đúng cao luôn ấy. Tôi không ngờ là tôi đua được phút 28 luôn ấy. Thằng này có ông đó đua căng thế à, cũng hơn là có với ông đó đua căng với làm được video. Ok, vô map được. Cuối cùng cũng đã vô được cái map chiên vô map T1 rồi mọi người. Và đây là cũng là video cuối, để mọi người coi xong video này đừng giờ quên là cho tôi xin một like và một đăng ký nha. Và tôi làm xong video này tôi cũng sẽ kết thúc ở đây. Ok, và mọi người vô trận cuối cùng với tôi thế nào. Trận này thì tem bằng full carbon luôn á, ghê vậy. Gì gặp tiên nữa à, đúng rồi, nick tôi đang chơi là một bạn cho tôi mượn nha. Bạn chủ mít thì tinh tiên. Gặp tiên nữa là sao, nãy giờ tôi đua gặp ông đó không ta. What the fuck. Má máy được còn 20% à. Cái này chẳng cứu đúng luôn đấy. Hợp lý luôn, chẳng cứu được luôn rồi đó mọi người. Hóa 20% rồi, phải chữ hay chứ. Trời ơi 20% nó lắc kìa mọi người ơi. Ây da. Trời ơi tôi khởi động mù mắt quá mọi người, đừng nhìn nha. Mới vô lắc cái khởi động phải chữ hiểu chứ. Biết chơi video nó có giật không ta. Ở khúc này siêu hướng gì nữa. Đang lắc. Rồi mấy ông đó cũng không đưa hay lắm. Mới làm mấy pha siêu chuyển hướng cái là qua mặt rồi. Thêm qua quả này là mắp tủ cái T1 nữa mấy ông được sao kịp. Này ta gọi là xe tiền đó mọi người. Mấy xe phi đó sao mà bằng xe tiền được. Đấy bỏ xa mấy ông đó liền.
Ê, trận này tôi thấy nó có gì đó sai sai nha. Ê, mấy ông đồng đội tôi cố gắng lên thêm top nữa được không? Không phải tôi phải cố gắng chạy mà sao cho mấy ông nó về không kịp cũng mới tôi mới thắng được ấy. Trận này đua an toàn luôn nè, nó không đua mà màu lỗi nữa. Rồi sao có cái bình đi chô không vậy? Vãi chữ nữa chứ. Siêu chuyển hướng. Siêu chuyển hướng nè. Không không công lắm nhưng mà vẫn ok. Và tôi bỏ ông đâu cần một khúc luôn à. Cái kiểu này chắc tôi cố gắng đua cứng cứng hết nữa là tem mà không hình thành được rồi. Tại vì top 2 mà đua tôi cách cỡ đó rồi. Mấy ông kêu cách chữ nữa. Cố gắng đua không hoàn thành để trận này được win nha. Trận này cũng hơi là tem tôi gà mà tem bạn cũng gà theo cho nên cũng nhàn mà còn vô bắp tủ thế một nữa. Ta gọi là nhiều yếu tố là tụ tập hết luôn đó mọi người. Kệ bây giờ tôi cứ băng băng vậy đó thôi để được kỷ lục như đây. Nãy giờ đua cũng thuộc dạng là đua kiểu an toàn đó. Đủ kỷ lục cũng khá là cao nha mọi người. Kỷ lục tôi cũng khá là cao, được tối tôi vậy là cao đó. 1 phút 51 nha, đúng là chiên mắt mày. Ok và tôi xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Coi tôi thấy hay nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký, đừng quên bình luận những gì mọi người không biết dưới nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video tôi rất nhiều. Thank you.